Bây giờ chúng ta đi vào cuộc họp nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau đứng lên đọc kinh. Cậu xin chúc phúc lành để họp chúng ta. Ai đọc được đọc con ra cái đọc nhé. Chúa xin Chúa sáng soi cho chúng con được duy trì phải là chỉ đạo Chúa được trở thành. Chúa Giêsu, hôm nay chúng con tụ họp ở đây, mục đích là chúng con chia sẻ cái tình yêu thương cho nhau và chia sẻ tình yêu thương cho mọi người trong xóm ấp của chúng con. Xin Chúa Giêsu chúc lành cho tất cả chúng con, trong năm 2018 và 2019. Hôm nay chúng con bắt đầu cuộc họp này. Khởi đi từ tháng 7 năm 2018, chúng con sẽ làm gì thẳng cho đến mà cứu ai
thưa cứu tất cả những người đang hoạn nạn, mà phải được gọi là mình sẵn sàng, vì mình gọi là mỗi tâm tâm sẵn sàng cứu người. Giờ đây chưa bàn tới vấn đề là đời sống tự nhiên là lương nhân. Bởi vì khi anh em đã vô cái hội thập đỏ thì anh em có một cái sứ mạng nào đó anh em mới vô được. Chứ nếu anh em mà không có một sứ mạng nào đó thì hoàn toàn anh em cũng vô, anh em cũng không có điều kiện đi vô. Mà các ông ở đây đã có điều kiện để làm sứ mạng của mình thì các anh em phải hợp tác với anh Tám một cách chặt chẽ. Và quả thật rằng là trong một năm qua mà anh Tám muốn gặp đầy đủ như vậy cũng không được đó. Lý do là sao? Lý do là chắc có lẽ không có còn triệu tập một cuộc họp nào như vậy. Chưa có triệu tập một cuộc họp nào như vậy. Để chúng ta hiểu nhau, chúng ta mới làm gì. Phải không không? Chúng ta hiểu nhau, chúng ta mới làm gì được. Và chúng ta hiểu nhau, chúng ta mới thương những người nghèo bên cạnh chúng ta. Vậy cha nói là hội chữ thập đỏ, điều đầu tiên chúng ta phải nhớ đó là cứu người. Hãy nhớ từ cứu người. Ví dụ bây giờ một người mà đang bị nạn bệnh nặng tại nhà mình mà mình điện đến cái nơi mà chạy xe cấp cứu, nó tới liền không? Nó có nói chuyện không tới không? Nó tới liền là cái quan trọng là từ cái nhà nó đến nhà mình nó xa hay gần. Ví dụ như gần đi 5 phút, xa đi 10 phút, xa hơn đi 15 phút chứ không được xa hơn. Vì xung quanh chúng ta, ví dụ như ở đây chúng ta bệnh nè, điện xe cấp cứu còn nghe thì trong vòng 5 phút sau, 7 phút sau là xe cấp cứu tới. Ví dụ chúng ta ở cầu nghe, chúng ta điện cũng là 5-7 phút sau có rồi. Vậy thì đó là cái trách nhiệm của xe cấp cứu là cứu người. Vậy cái trách nhiệm của anh em là trách nhiệm hội chữ thập đỏ là cứu người, anh em đã làm được điều đó chưa? Đó. Ở đây cha không nói gì khác ngoài cái chuyện cứu người. Mình cứu cái người còn sống mà đang đói khổ, nó giá trị ngang tầm với cái người mà đang sắp chết. Tại vì cái người còn sống khi mà mình cứu được họ trong cái quá trình mà đau khổ, mà lụt lội, hạn hán, nghèo đói như vậy, họ vượt qua cái cảnh đó rồi, họ sẽ có một cái đời sống rất là tốt lành. Còn mình cứu một cái người mà đang hấp hối như vậy, nếu họ sống lại họ sẽ rất là tốt lành, mà nếu họ chết họ cũng đi trong bình yên nha. Cái đó là cái cứu người nó giá trị là ở chỗ đó, nó giá trị là ngay ở chỗ đó. Do vậy mà anh em đã vô cái hội thập đỏ là hội cứu người. Chúng ta phải nói ngắn gọn là hội cứu người. Mà hội cứu người này nó có 3 chuyện mà anh em phải đáng làm. Thứ nhất là anh em đứng trung lập, tức là anh em không nghiêng về một cái tư tưởng nào hết ngoài cái tư tưởng cứu người. Dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân. Đó là ca dao thực thủ. Còn chúng ta vào hội thập đỏ thì dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền cứu người, như cái kiền ba chân vậy. Nó hỏi cái kiền ba chân này nhằm mục đích gì? Là anh đặt cái gì lên đây nó cũng không sập. Còn tôi là hội chữ thập đỏ thì anh có nói gì tôi cũng cứu người. Ví dụ như cha Thường đây, trong suốt một năm qua ai nói gì cha cũng xuống cứu người. Cha không quan trọng người ta nói cái gì, không quan tâm người ta nói cái gì, cha quan tâm cái là cha cứu người như thế nào, chứ cha không quan tâm người ta nói cái gì. Vậy thì cha nhắc anh em là cái hội thập đỏ, cái điều đầu tiên của hội thập đỏ là cứu người. Mà cứu người là phải đứng trung lập. Đứng trung lập có nghĩa là ai nói gì tôi cũng là người cứu người. Dù cho ai chửi tôi, ai nặng nhẹ tôi, ai sỉ nhục tôi, ai sỉ giả tôi, dù ai không cho tôi một xu tiền đi xe đi cộ, tôi vẫn cứu người. Bởi vì tôi ý thức đây là cứu người, chứ không phải là làm việc này để là có danh dự hay là có tiền lương hay là được người đời khen thưởng. Tôi bán hết một chuyện này. Nghĩa là anh em phải nhớ một điều là từ nay trở đi tôi làm việc hội thập đỏ là tôi cứu người, thì ai nói gì tôi cũng bán hết. Đó là hội thập đỏ điều thứ nhất.
ta không nghiêng về hay giải, ta không nghe ai nói, ta đứng vững với kiền mà. Điểm thứ hai của hội thập đỏ, cái tính chất của hội thập đỏ đó là không phân biệt, không phân biệt chủng tộc, màu da, thứ tóc, ngôn ngữ hay là tôn giáo. Cái chỗ này chỗ rất quan trọng. Chúng ta không phân biệt người đó là người gì, người Kinh hay là người dân tộc. Mà dân tộc thì nó chia ra nhiều loại dân tộc Kinh nè, dân tộc Nùng, dân tộc Hê Thê, dân tộc Hơ Mông, dân tộc Mèo, dân tộc Mường, dân tộc mình đây có dân tộc gì nhiều nhất ta? Quên. Khmer. Ở đây các ông không được phép phân biệt dân tộc hay màu da hay ngôn ngữ hay thứ tộc. Vì tôi là cứu người, tôi không phân biệt giai cấp hay là chủng tộc. Điểm thứ ba, các ông phải nhớ là các ông không có nghiêng về chính trị. Cái điều thứ ba mà cha nhắc anh em là khi anh em vào hội thập đỏ, anh em không được nghiêng về chính trị hay là tôn giáo. Tức là bây giờ người ta bảo mình là phải làm chính trị kiểu này, làm chính trị kiểu này hay là theo tôn giáo này. Không, tôi đây, tôi là người hoàn toàn đứng về phía của người. Thí dụ như bây giờ ông cha Tường là đạo công giáo, thì thí dụ anh em làm việc với ông cha Tường thì ông cha Tường biểu anh em vô đạo, anh em nè ông cha Tường luôn. Tôi hợp tác với cha để tôi làm cái việc cứu người chứ không phải tôi hợp tác với cha để tôi theo đạo. Rầy thẳng luôn. Vì cái chủ trương hội thập đỏ không phải là theo đạo, mà chủ trương hội thập đỏ là cứu người. Trong cái cứu người đó nó có ba chuyện. Một là đứng thẳng, không có nghiêng về cái câu nói lời nói nào của ai. Hai là chúng ta phải hoàn toàn là chúng ta không nghiêng về chính trị. Ba là chúng ta không nghiêng về dân tộc. Vậy đó là cái điều mà tôi nhắc anh em, cái cơ bản của người làm hội thập đỏ. Dĩ nhiên những điều này anh em nghe rồi, nhắc lại dư, nhưng mà cha nói không dư. Tại sao cha giải thích chỗ này? Tại sao tôi năm nay là tôi 84 tuổi, tôi nghe mà điều này lâu rồi mà tại sao ông ngồi đây nhắc là, mà ông nói rằng ông nhắc là không dư ở chỗ nào? Xưa nay chúng ta nghe nói những điều đó là lý thuyết, giờ đây chúng ta bắt đầu thực hành những điều đó là cha Tường nhắc lại không dư. Ngày mai này các ông về các ông tìm người nghèo, người này người nọ người kia, các ông sẽ thấy cái điều cha Tường nói là không dư. Giờ đây đó, bây giờ mình phải chọn cái người đó mà không, mà phải trung lập nè. Giờ đây mình phải đứng trung lập, mình mới chọn cái người nghèo đó ra để mình. Trước đây mình nghe những điều, ba điều kiện đó là cứu người, là trung lập, là không phân biệt chủng tộc, màu da, thứ tóc, ngôn ngữ, là không đứng về phía nào. Dân dân mình nghe hết rồi, bây giờ nhắc lại dư, nhưng không dư. Không dư chỗ bắt đầu chúng ta thực hành. Khi chúng ta bắt đầu vào thực hành là tất cả những điều cha nói không dư. Bắt đầu giờ đây cái điều đó đang khảo nghiệm lên đây. Đó, bây giờ bắt đầu từ hôm nay trở đi anh em về anh em chọn người nghèo. Thì trong cái người nghèo của áp anh em đó sẽ có người cùng dân tộc, người không cùng dân tộc. Sẽ có người nghèo này, sẽ có cái người này là họ đứng về phía này nhưng mà họ nghèo quá, họ đứng về phía là quá khích nhưng mà họ nghèo quá rồi tôi làm sao đấy. Đây là cái trăn trở của những người mà làm hội thập đỏ. Mà xưa nay cái hội thập đỏ bảo là cứu người, trong cái cứu người là phải đứng một mình, không nghe ai nói gì hết. Dù ai nói ngã nói nghiêng tôi cũng vẫn vững như kiền cứu người. Tôi nói được đó, nhưng mà bây giờ đụng tới tôi sẽ làm sao? Bắt đầu từ hôm nay trở đi về nhà anh em sẽ đụng những điều này, sẽ đụng ngay. Thì khi đụng ngay là anh em sẽ nhớ lại ba cái điều đó: một là đứng vững, hai là không trung lập, không phân biệt chủng tộc, hai là trung lập, không phân biệt chủng tộc mà da ngôn ngữ. Ba là anh em phải cố gắng, anh em là phải chọn cho đúng người, đúng
tâm, đúng cái chữ thật đó. Thì những điều cha nói đây, anh em nói rằng đã nghe lâu đời, nhưng cha nói là dư, hỏng dư. Ngày mai đây về thực hành là điều đó, nó sẽ bắt đầu nó sẽ làm mới lại anh em, hỏng dư chút nào. Thử đi rồi hôm nay anh em về, anh em sẽ bắt đầu ra công, ra cái công việc của mình, anh em sẽ thấy hỏng dư chút nào. Hỏng dư. Bằng chứng là trong một năm vừa qua, có những người nhận gạo thì chi hội trưởng biết, nhưng mà có những người đóng ấp mình nhận gạo chi hội trưởng không biết, đúng không? Có đồng ý không? Có phải vậy không? Có những người trong hội, trong ấp của mấy ông nhận gạo, mấy ông có biết không? Rõ ràng hôm nay mấy ông về, mấy ông sẽ thực thi điều này, mấy ông sẽ thấy khác hẳn liền. Giờ đây những cái điều mà cha nói nó làm khó đấy, anh em phải tự ngồi đó đối diện với những cái lý thuyết đó và đối diện với thực hành là những người nhận gạo, anh em thấy anh em phải chọn lựa liền. Nó là như vậy nha. Đó là cái nguyên tắc của người làm hội thập đỏ. Vậy thì cho nói một cái nguyên tắc thứ hai của người làm hội thập đỏ là chúng ta phải kiên trì nhẫn nại, vì cái điều này không phải ai cũng làm được. Cái điều yêu thương và cho không, điều này không phải ai cũng làm được. Vậy chúng ta phải kiên trì. Điều thứ ba mà ta nhắc anh em là cái điều này chúng ta không gấp phải làm lớn. Thí dụ một người phụ nữ mang thai thì 9 tháng 10 ngày mới sinh nở, chứ đâu có nói mang thai là ngày mai đẻ, không có chuyện này. Nếu mà mang thai hôm nay ngày mai đẻ thì chỉ có phép lạ thôi. Mà cha nói có một người phép lạ mà vẫn không phải mang hôm nay ngày mai đẻ, đó là trong đạo Công Giáo Đức Mẹ Maria là người mang thai Chúa Giêsu, mà cái bào thai đó không phải là bào thai của một người nam, mà Đức Mẹ mang thai là do bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần đã rợp bóng trên Đức Mẹ để làm cho Đức Mẹ mang thai, thụ thai và sinh hạ một con trai. Thì từ cái ngày mà sứ thần báo tin cho Đức Mẹ là Đức Mẹ mang thai, nhưng mà Đức Mẹ không ăn ở như người nam mà Đức Mẹ mang thai, thì đây là một phép lạ. Nhưng Đức Mẹ cũng không phải là mang thai xong rồi đẻ liền, không có, cũng phải đủ ngày đủ tháng mới sinh ra Chúa Giêsu. Vậy thì điều cha muốn nói gì? Cái việc mà một người phụ nữ mang thai với đẻ nó phải có ngày có tháng, thì người phụ nữ đó đẻ mới êm ái nhẹ nhàng và nuôi con mới bình tĩnh, mới vui vẻ, mới nhìn đời một cách bình yên. Vậy thì anh em ở đây, anh em làm hội thập đỏ, anh em làm tới ngày anh em chết mới thôi. Vậy thì nếu anh em mà làm không có chương trình làm không có chương trình, làm không có cái đường hướng, là anh em sẽ gặp khó vô cùng. Cái nguyên tắc thứ hai mà cha nhắc người làm thập đỏ là phải có nguyên tắc. Làm việc thập đỏ mà yêu thương và cho không phải có nguyên tắc. Thí dụ như tháng này tôi cho bao nhiêu phần gạo, tháng sau tôi cho bao nhiêu phần gạo, rồi tháng sau tôi cho ai, tháng tới tôi cho ai, chứ không thể nào mà cho cái kiểu là cho lưu ầm tự được. Anh em có đồng ý chỗ này không? Cho lưu ầm tự. Ở đây tôi mang cái tính chất là cứu người chứ không phải là nuôi người, đúng không nè? Tôi mang cái tính chất là cứu người chứ tôi không có nuôi anh. Mà cha thấy năm rồi là nuôi hay cứu? Đó là sai với nguyên tắc hội thập đỏ, phải vậy không? Cái nguyên tắc của hội thập đỏ là cứu người chứ không phải là nuôi người. Mà năm rồi cha thấy suốt năm là anh Tám anh nuôi người không chứ anh không cứu người, thấy nè. Như vậy cái chỗ đó là cái chỗ mà mình làm cho người dân, người ta không thấy được cái giá trị của hội thập đỏ, đúng vậy không? Ta không thấy được cái nổi trội của hội thập đỏ. Không biết cha nói với anh em thấy có đúng vậy không? Ông thấy thì sao? Tức là hội thập đỏ là cứu người chứ không phải nuôi người. Anh em ý thức chỗ này nha. Cứu người chứ không phải nuôi người. Mà năm rồi ta cho một tháng 5 tấn gạo, mà người đó lãnh một năm luôn, vậy là nuôi người hay cứu người? Vậy cái chỗ này là hội thập đỏ hay là chỗ này là ông, cái chỗ là ông bá hộ? Chỗ này không phải là chỗ hội thập đỏ mà chỗ này là
Có hai vậy không? Mùi sân thế thì sao? Hả? Nhưng chúng ta rút kinh nghiệm. Chúng ta rút kinh nghiệm. Vậy cả nhắc anh em, bắt đầu vào năm nay là chúng ta đi vào cái chính thức là cứu người. Chúng ta phải hiểu đúng cái chữ cứu người chứ không phải nuôi người nha. Điều cuối cùng cha nhắc anh em rằng cha rất là mang ơn anh em. Cha mang ơn anh em ở chỗ là anh em mang cái phước, anh em mang cái phần gạo này đến cho người nghèo. Cha mang ơn anh em. Nếu không có anh em thì cha không thể nào làm được chuyện này. Cha nói vậy anh Tám đồng ý không? Nếu không có anh em thì cha không làm gì được. Vậy cha rất là mang ơn anh em. Anh em chính là cái cánh tay của Hội Thập Đỏ ở đây, để nối dài những cánh tay của cha, để mang cái tình thương đến cho chồn sớm nói gì của mình. Cha rất mang ơn anh em. Và hàng ngày cha cầu nguyện cho anh em. Dĩ nhiên trong cái việc mà thiêng liêng đó, cha cầu nguyện cho anh em. Còn cái việc mà gọi là vui đùa chút đỉnh, chuyện đó là cha ông bà vui thưởng chút đỉnh chuyện đó cha ông bà. Nhưng cha ông bà những chuyện là cha mang ơn anh em. Cha rất mang ơn. Và cha cũng rất là tán dương anh em ở chỗ làm gì cũng có lương. Lương tháng 200 mấy ngàn không đủ hút thuốc. Không nè, không đủ đi xe. Từ bên Trà Cuông mà chạy qua cha đi về hết nửa lít xăng rồi. Không nè, anh Tám từ nhà anh Tám vô đây mà anh đi một tháng không biết bao nhiêu lần. Lương anh Tám mà không đủ tiền xăng nữa, nó tới tiền mà uống nước cà phê. Cha rất là tán dương anh em ở chỗ này. Nhưng anh em ơi, hãy cứu người đi, rồi anh em sẽ thấy cái hiệu quả trên anh em. Ở trên đời này tình yêu sẽ đáp trả bằng tình yêu. Hãy anh em thể hiện tình yêu thì anh em sẽ nhận lại được tình yêu. Đó, tình yêu sẽ đáp trả bằng tình yêu. Thì đó là những điều mà cha cảm ơn anh em, mang ơn anh em rất là nhiều. Thì cha cũng nói rõ cho những người ở đây là ở đây cha đã thành lập, cha cùng với chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ xã đã thành lập cái điểm này cách đây là ngày 1 tháng 7 vừa qua, là đúng 1 năm. Hôm nay là chúng ta hơn 1 năm rồi. Thì trong 1 năm vừa qua chúng ta cho rằng chúng ta làm việc chưa có cái nguyên tắc gọi là rõ ràng. Thì sau 1 năm chúng ta phải lên một cơ cấu rõ ràng nhất định là cứu người chứ không nuôi người. Mà cứu người nó ở một cái mức độ hợp lý. Thì khi ta thành lập cái điểm Hội Chữ Thập Đỏ này, ta kết hợp với Hội Thập Đỏ thì ở đây có đặt cách những người phục vụ. Đây là ban quản nhiệm, đây là ông quản nhiệm ở đây, còn anh Tám là người là quản nhiệm chung. Anh Tám là chịu đây trách nhiệm chung, còn anh em là những người là chịu trách nhiệm ở trong ấp xóm của mình. Đó là cha giới thiệu cha anh em vậy. Ở đây chúng ta có một cái đất thánh gọi là đất thánh chung của Hội Chữ Thập Đỏ. Thì có cách đặt anh Chính Nhiều là người quản lý đất thánh nơi nghỉ cuối cùng. Vậy thì mình làm năm chưa thấy ai cho chôn hả? Chưa thấy ai chôn tha mới là sao vậy? Không biết anh Chính là trong chứ thì coi như là mình có cái nơi yên nghỉ sau cùng nhé. Mình không sợ nữa, bây giờ anh em không sợ không nè. Hàng tháng anh em có trong tay bao nhiêu phần gạo để cúng người, rồi anh em có một cái nơi đây để giúp cho dân mình, anh em phải vui mừng lắm. Theo cái lòng của cha này, anh em phải ráng sống nhiều hơn nữa, phải ráng sống nhiều năm hơn nữa để mình giúp đời. Cơ hội này rất là tốt lành cho anh em đúng không? Cơ hội này quá tốt. Thôi nghỉ nha. Rồi, chuyện cha giờ sáng giờ đi cứu cha, giờ đi cứu con, giờ đi cứu thằng thằng. Dạ, có giờ cùng anh em cứu con, giờ chị Linh cứu em từ cho các bạn lên phòng, giờ Linh cho nghỉ ngơi, xem cái mặt cái cuộc đời có mấy người dễ được cùng. Chuyện cha giờ con, giờ thằng thằng. Cảm ơn mọi người nhé. Em cái phần là biết gì. Đây là Nguyễn Thị Sái. Tên ổng là Nguyễn Thị Sái phải không? Gặp ổng có ngày. Ổng là Nguyễn Văn Sái Cầu Kè. Con ổng là công an tỉnh. Thì ông này bị ung thư phổi, cũng ép chất độc ra hết rồi. Thì bây giờ là ổng không còn đau nhức nữa, là chỉ còn nằm nghỉ dưỡng. Nay khỏe rồi phải không? Hoàn toàn không còn đau nhức phải không? Không còn ho đúng không? Cái này bớt chưa?
quá cái này bất lái nữa. Coi như hôm nay là ông bình phục trở lại ha. Là coi như mấy ca này là chuẩn bị về chứ không chết, chuẩn bị lên đường làm ký tên hết á. Còn đây là ung thư phổi ở bên Gò Công, Tiền Giang cũng như vậy. Mỗi giai đoạn 4 những ngày vô là họ cũng vô là chết. Nhìn đâu còn biết ung thư nữa phải không? Hoàn toàn không biết. Ba ca này hiện tại đang nằm nghỉ dưỡng chứ không có phải là bệnh gì nữa. Như là ung thư phổi hoàn toàn vượt qua hết. Còn bên kia chúng ta có 7 ca. Bên kia chúng ta có 7 ca cũng sẽ chuẩn bị ra hết là ung thư hết á. Bên kia là tháng thứ 3 hết rồi. Còn này là tháng thứ 2. Nhìn qua xem Mỹ ha. Mốt con ông Mỹ gì nữa. Ở đây nó có bình xịt hơi, nhưng mà vừa rồi không bên kia rồi. Cái cá này hoàn toàn là không mua khách giờ lại rồi. Chặt quá, kịp nó bắt. Nhìn ra. Nó không nam thì khỏe rồi. Nhìn ra quay quá ra, ông Hồng nhìn ra. Cho cha vô thăm ông Tư. Sao? Bữa nay ok chưa? Ngồi dậy được không? Anh ngồi dậy đi, anh ngồi dậy, không dậy, tính ngồi dậy không? Đi anh. Tự ngồi được không? À, trẻ nhiều rồi. Bữa hổm thì thấy mình chết á. Bây giờ tạm thời đứng xuống được không? Ngon lành ha. O mấy gà chiến á. Cái này bệnh nặng á. Nhưng mà hôm nay không còn là... Hôm rồi ổng là cái bụng lớn lắm, hôm nay là bình thường. Ha. Cũng ngon. Đau à? Chân bớt đau rồi không? Mà ít xì đòn. Coi như mọi sự hoàn tất hết rồi. Coi như vậy. Chúa ban phước đi, là cái là mình mạnh nghĩa là mình dạ, đỡ. Chúa ban phước cho cha đỡ nhiệm màu lên. Ở đây cũng là một nhiệm. Dạ. Hôm đó ở Sài Gòn về ông té là nguyên cái sọ não này là nó bóp hết, nó giật. Mà hôm nay là nó bình. Về gan này là coi như là hết sạch. Cái bụng nay kẹp rồi đó. Sao? Mạnh đi về bệnh Mỹ rồi mà bác sĩ Mỹ giật mình à. Dạ. Ôm ông thầy thăm mình về bệnh là bác sĩ Mỹ giật mình luôn á. Vậy nó chuyện thăm thấy ông cũ. Thưa bác sĩ Việt Nam nha. Bác sĩ Mỹ sẽ bái tổ đây. Dạ. Mạnh về trình với bác sĩ Mỹ nói về là dạ, bác sĩ Mỹ bái tổ ấy là coi bác sĩ Việt Nam rồi. Dạ hơn bác sĩ Mỹ nhiều. Chị dù ảnh này chị nói tiếng Anh được không? Dạ chút đỉnh đến đâu nói nhiều dạ. Dạ. Có ông xã mình biết nói với mình không biết nói nhiều. Vậy cái là trình với bác sĩ về đây rồi cái là ông giật mình. Dạ thôi tụi này thăm ông chúc nghe. Chúc là chúc là mọi người đến chúc mừng ông nghe. Chúc là cầu nguyện Chúa ban phước. Đây là chính quyền ở xứ này. Mười mấy ông, 11 người. Ngồi đang uống thuốc khỏe này ha. Chủ tịch chữ thập đỏ xã. Mấy ông này là ở ấp hết. Có thập đỏ 11 ông đến thăm ông. Ê, thôi ông nằm nghỉ nha. Dạ, cảm ơn cha. Cảm ơn cha. Dạ, cảm ơn cha. Cái thuốc này đúng là thật sự mà nói bác sĩ đâu, bác sĩ cho mình. Dạ, đúng rồi. 84. Dạ, 84 tuổi. 84 tuổi, ông kia 77 mấy không biết. 84 tuổi là 77. Dạ, khỏe quá trời. Ông nói là 77 lắm. Con ở nước ngoài có mấy đứa đó nha. Dạ. Ăn và bồi dưỡng tao mấy sướng lắm à. Con anh ở đâu anh? Ở Mỹ. Ở Mỹ mà ở đâu anh? Tiểu bang. Tiểu bang Việt Nam đi cho dễ nhớ. Việt Nam. Dạ, không con phải về nuôi những sức con. Lão làng. Lão làng đi thăm ông ha. Anh có phước lắm, tuổi mà tám mấy mà không vậy đâu mẹ. Anh có phước lắm, tuổi mà tám mấy mà không vậy đâu mẹ.